Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về van bướm Butterfly Van. Cái loại này là kích thước nó là 5K 50E. Rồi, 5K 50E đó. Cái loại này là handle operation, nghĩa là đóng mở bằng tay mà dặn bằng cái handle ấy. Nó có mấy loại lớn thì nó mở bằng gear. Cái gear thì nó sẽ thay đổi tỷ số tiền, mình dặn nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái loại này là mình tỷ số tiền nó là 1:1 ấy. Rồi mình lực bao nhiêu mình là tác động vào cái đĩa với cái steam nó bao nhiêu luôn ấy. Hơi nặng hơn, nhưng mà cái loại này thì dùng cho van nhỏ thôi, được sức mở chứ mình to mở không nổi đâu. Chúng ta dùng gear hoặc tiêu lực. Đây, van này đang ở tư thế mở đây. Cái đĩa, cái xích của nó là cao su này, MBE này. Cái loại này nó có 4 cái lỗ, cái ren. Ren thì gọi là butterfly. Nó hơi chặn và lăn được. Đúng không? Rồi, đóng lại nè. Rồi. Mấy bạn thấy mấy cái rãnh này không? Tán này dùng để giữ cái tơ van này không bị thay đổi khi mà có lực tác động của dòng ấy. Nhưng mà cái dòng chảy mà mạnh quá nó sẽ làm xây cái đĩa van luôn ấy. Cho nên có cái này nó sẽ giữ lại nè. Mình sẽ điều chỉnh được lưu lượng luôn. Và nó thể hiện được cái góc độ mở nè. Thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Thì chỗ này chữ open nè. Chỗ này chữ close nè. Cái lò này không biết có chịu dầu được không? Giờ coi chứng chỉ lại. Cái này đĩa là bằng đồng nha. L bơ sơn xong với E. Mặt bít này nó bị sơn rồi. Không biết có rốt lùm lúc mà tích tin đi không. Thông thường mặt bít này không được sơn này cũng không, mình cũng không thấy rảnh nó phay độ nhám luôn. Cái này chắc winder là mít thét rồi. Thôi cởi nó, cứ đỡ đây. Chừng nào mà tiếp thì tính tiếp.